mấy con kia mẹ nó đó. Về rồi. Ở đó cho nó có chung anh em của nó đó, có mấy anh em nhỏ nhỏ của nó đó, cho nó vui chứ mình nó bị con bận hiếp sao? Vậy cho nó chung mấy con này cho nó chơi cho nó vui con. Chỗ mấy con này qua đây. Ấy nè con có con nhịn đi, con nhịn cho nó bú hết đi. Nè, mà chỉ nó đi.